Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop laogio.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì mình lại tiếp tục đi solo đây. Anh em có để ý cái ván lướt mà mình đang sử dụng không? Đằng sau nó kia kìa. Bây giờ mình mới để ý nó là một cái mặt của một cái thanh niên nào đấy. Ngày xưa mình cứ tưởng là một cái hình gì, ai dè thì ra là một nửa khuôn mặt. Có hai anh chàng xuống đây cùng với mình. Súng đâu? Mình cần súng bây giờ. UMP này. Hai anh chàng kia đang ở đâu ta? Hy vọng là mình không gặp sớm. MV5. Đây rồi, AK này. Bom keo. Im im. Làm mình thấy lo lo anh em ạ. Đáng ra là phải có người chạy quanh đây rồi, mà bây giờ vẫn im ắng thế này. À đây rồi. Nghe thấy tiếng súng rồi. Bên cái kho bên này và ngoài khu vực cái kho có người vừa chết. Mình xin kill đầu tiên. Anh chàng này bắn M14 à? Chắc chắn là bên ngoài cũng sẽ có một thanh niên. Nếu mà không ai bên ngoài ấy, thì làm gì cái bạn bên trong nhà kho bạn ấy lại bắn gắt như vậy đâu. Trận đấu của chúng ta nó lại đi đúng quỹ đạo rồi đấy. Mình sợ nhất là những cái lúc mà im ắng thế này. Không biết là anh em từng trải qua những cái trận đấu như vậy chưa, nhưng mà mình từng trải qua rồi. Những cái trận đấu mà thường ấy, anh em xuống không gặp ai hết và chạy lòng vòng rất là nhiều, rồi bo 1, bo 2 cũng không hề gặp ai. Nhưng mà ấy, đến lúc mà gặp người một cái là anh em chết luôn, không kịp phản ứng gì. Kể cả đi team cũng vậy. Xuống, loot đồ, rồi này nọ lọ chai các kiểu, chạy khắp bản đồ, không thấy một team địch nào. Nhưng mà đến lúc mà phát hiện ra team địch một cái là đồng nghĩa với lúc đấy là team mình cũng bị bắn chết hết luôn. Không làm được gì thêm. Cái này mình từng gặp rồi. Vậy nên là mình rất rất sợ cái cảm giác mà im ắng ở đầu game. Thà đầu game cứ bắn nhau loạn cả lên còn đỡ hơn là không gặp người. Ơ kìa, sao không bắt tâm ta? Khó. À bạn ấy công mình. Mình xin. May quá. Đang lo không biết công bạn ý kiểu gì, tự dưng bạn ấy lao đầu vào mình. Thơm. 2 kill rồi. Không biết ở đây còn người hay không. Nhưng mà đồ đạc thì còn rất nhiều. Chắc là chưa ai ra đây loot đồ. Có MP không ta? P90. Hôm nay thì mình sẽ bắn tạm cái UMP nhá. Bắn P90 nhiều quá anh em lại kêu là bắn P90 nhiều vậy. Lát nữa nếu mà mình gặp MP40 thì mình sẽ đổi sau. Đồ còn rất nhiều anh em ạ. Mỗi tội là mình không có cần gì thêm.
ngũ giáp thì đủ rồi. Bây giờ mình đi săn đây, kiếm kill cho anh em xem nhá. Nấm này, đây rồi, hai người. Săn anh chàng ở trong khu dân cư trước đi. Theo như cái UAV nó vừa đi qua thì mình thấy được là bạn ấy đang ở trong cái nhà nhiều lỗ. Còn không biết là bây giờ bạn ấy di chuyển đi đâu hay chưa thì mình cũng không biết được. À, đây luôn này. Mình xin. Thủ nhà thì không ở trong nhà, leo lên mái là một sai lầm. Anh em đừng có nghĩ là leo lên mái nhà thì dễ dàng công địch, dễ dàng quan sát nhá. Trên mái không sướng một chút nào đâu. Vừa dễ bị bắn từ hai bên mà lại vừa không hề có chỗ nấp. Từ từ, mình vừa mới thấy hai cái chấm xong. Bên phía bên kia. Shotgun. Chạy thoáng qua thôi. Không biết là anh em trong kênh của mình có bạn nào đã sở hữu được cái cây Famat Macaron này chưa. Mình quay 3.000 kim cương nhưng mà nó chỉ ra toàn đồ ngày thôi. Mình cũng không gọi là mong muốn được nó lắm. Đơn giản là vì Famat mình có nhiều lắm rồi. Mình xin. Cái cây Famat này thì nó cũng xem với cây Famat vũ trụ thôi. Không có gì khác đâu. Chỉ là cái đồ họa nhìn nó khác một chút. Thanh niên nữa này. Xem anh chàng này có đồ gì không nào. Bên kia có người. Lên đây. Một anh chàng sử dụng trang phục thể hữu cực. Thấy nhiều bạn dùng cái này ghê. Mình xin. Tiện thì hôm nay mình sẽ bắn luôn cây Famat nhé. Và sẽ đi cho anh em xem cái sức mạnh của cây này luôn. Anh em tự quan sát và đánh giá xem là skin Famat nào mạnh nhá. Vì là mình cũng chưa được test nhiều và mình cũng chưa bắn nhiều. Vậy nên là mình không dám bảo cây nào là mạnh nhất trong cây Famat hay là mạnh nhất trong bộ Famat được. Famat thì gần như là không có một cái cây nào nó nổi hẳn lên. Đa phần toàn là tăng hai vạch tốc độ bắn thôi. Ý quên, đa phần là tăng hai vạch đam thôi. Chứ chưa hề có cây nào mà vừa tăng đam vừa tăng tốc độ bắn cả. À, từ từ. Hình như là mình nhớ là có rồi. Mình nhớ là có rồi anh em ạ. Famat có một cây là thần khí đại dương thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm thì chúng ta có một cái sự kiện lấy thần khí. Và cái cây Famat thần khí đại dương là một cây mà vừa tăng tốc độ bắn vừa tăng đam. Nhưng mà hơi buồn là mình lại không sở hữu cái cây đó, mà mình lại sở hữu cái cây Famat thần khí bá nhật. Đúng rồi, cây Famat mạnh nhất trong bộ súng Famat của chúng ta là cây Famat thần khí đại dương. Cái cây đó thì không hề có trong vòng quay kim cương đâu, mà là ở trong một cái sự kiện. Không biết là sau này nó có diễn ra nữa hay không thì mình không biết. Tương tự như là cái bộ súng mà AK Kim Kỳ Lân cũng vậy, cũng là trong sự kiện. Hồi nãy mình có thấy một chấm đỏ bên xưởng cơ khí. Không biết là anh chàng xưởng cơ khí đi đâu rồi. Nếu mà bạn nào mà sở hữu cái
pha mát thần khí đại dương rồi ấy, thì mình nghĩ là anh em không cần phải kiếm thêm những cây skin pha mát khác đâu. Trừ khi là anh em có niềm đam mê cực kỳ đặc biệt với cây pha mát thì anh em mới cần săn lùng cái skin pha mát để sưu tập thôi. Bo 2 của chúng ta khá xa, có lẽ là mình sẽ tiến dần vào bo. Còn có 18 người. À, tháp đồng hồ có người. Ok, bắn mãi mới chết anh em ạ. Mình cứ nghĩ là lỗi cơ. Công nhận là lâu ngày không bắn lại cây pha mát, bây giờ bắn lại cảm giác nó vẫn sướng như ngày nào. Mỗi tội là mình không biết vuốt tâm với cây pha mát này thôi. Một thanh niên da lụm thính kìa. Yếu, rất yếu rồi anh em ạ. Cực kỳ yếu rồi. Mình sẽ lên hỏi thăm bạn ý trước khi bạn ấy kịp bơm đầy máu. Lựu đạn này bạn ơi. Tạm biệt bạn nha. Rất nhanh và rất nguy hiểm. Anh em nào mà bắn cây pha mát thì mình nghĩ là nên mang Paloma đi. Nếu mà không mang Paloma thì mình lo rằng là không đủ đạn để bắn đâu. Thấy tốn đạn dã man. Vài người nữa này. Yếu. Xong chàng trai ấy. Anh em thấy không? Pha mát công nhận là bắn sướng thật. Cái cách bắn pha mát của mình ấy thì có thể là nó khác đôi chút anh em, nhưng mà tựu chung lại ấy, thì nếu mà anh em mà muốn bắn cây pha mát tốt thì anh em nên sử dụng nút bắn bên trái nhá. Còn bên phải thì dùng để lia tâm hoặc kéo tâm. Rát nha. Một thanh niên trên nhà gà. Chứ còn nếu mà sử dụng nút bắn bên phải khi mà bắn cây pha mát ấy, thì thường là đạn nó sẽ bị lạc rất nhiều. Thôi, mình căn vào đầu những xịt rồi. Công luôn anh em ơi. Hy vọng là bạn ấy không thấy và không vứt tâm vào đầu mình. Ổn thôi mà. Mình đến đây. Thấy luôn rồi. Liệu này bạn ơi. Né đi. Bên nhà ma cũng có người. Liều nhá. Ui, có thanh niên nào đó cũng đến góp vui. À, trâu đấy. Mình xin. Bên dưới cũng một người nữa kìa. Bắn thế mà không trúng được mình viên nào. Tranh thủ lút đồ gãy. Có tiếng giảm thanh. Mình đang rất thèm cái giảm thanh của anh chàng nào đấy ở bên dưới. Có người. Ôi, bị KS mất. Này thì KS của mình này. Bo vào mất rồi. Không kịp lụng cái giảm thanh. Buồn ghê. Rình mò mình. Ui, vẫn còn người nữa cơ à. Đông ghê ta. Chờ chút. Bo vào rồi kìa bạn ơi. Chạy bo đi nào. Mình sẽ chờ bạn ở bên ngoài này. Yếu. Rồi xong.
chết bo luôn. Chúng ta còn 4 người. 3 người. Chạy bo thì không lo. Lo dí nhau. Anh em nhớ một điều là khi mà từ bắt đầu cái bo thứ hai trở đi thì mọi việc ưu tiên chạy bo là hàng đầu, còn bắn nhau thì chỉ là phụ thôi. Né được thì nên né, không sớm thì muộn thì chúng ta cũng gặp nhau, nên là không được gì phải bắn nhau ở ngoài bo làm gì. Ba người. Biết là có ai núp ở bên hướng bên kho quân sự hay không? Bên này khả năng là hết rồi. Nếu mà còn thì chắc chắn là nãy giờ mình bị dí rồi. À đây. Mình xin. Anh chàng cuối cùng. Có nhiều bạn thì bắn pha mát theo kiểu là ấn vào nút nhắm và nút bắn liên tục. Nhưng mà cái cách đó thì nó không hữu hiệu bằng cách mà anh em ấn liên tục vào nút bắn bên trái và chỉnh tâm vào nút bắn bên phải. Bay đầu nhé bạn ơi. Đó. Easy vậy thôi. Rồi, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có góp ý gì cho video của mình thì anh em comment ở bên dưới hộ mình nhé. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!